Hey, xin chào cả nhà, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái bệnh sát nhau trong và viêm tử cung của con bò. Thì chúng ta có thể mới tìm hiểu nó thông qua mấy cái như này. Đầu tiên là chúng ta quan sát cái con bò của chúng ta khi mà nó đẻ ra. Sau khi đẻ xong thì nó không ra nhau thai. Đấy. Thì việc đầu tiên các anh chị cần phải biết là chúng ta phải nhìn, chúng ta quan sát thấy là bò thông qua cái triệu chứng. Thì muốn kiểm tra chính xác bò bị sót nhau hay không thì chúng ta không thể nào phán đoán được, đúng không? Thì chúng ta phải nhìn chính xác cái triệu chứng của cái con bò nó như thế nào để chúng ta tìm hiểu. Thì đầu tiên là các bạn phải biết là bò đẻ nhưng mà nó không ra nhau thai. Nếu như mà những thú y viên mà được các hộ gia đình gọi đến thì phải kiểm tra xem là bò đã ra nhau thai chưa bằng cái biện pháp là hỏi chủ hộ hoặc chủ những cái con vật nuôi như vậy. Là sau khi mà đẻ xong mà nó chưa ra nhau hoặc nó ra một ít nhau thì đấy là chúng ta phải quan sát bằng mắt thường và hỏi. Cái thứ hai nữa là con bò sau khi đẻ nó có hiện tượng sốt, và cái hiện tượng này thì nó không được rõ ràng. Đấy. Lúc thì nó sốt và lúc thì nó không, cái này tức là chúng ta thấy là tỷ lệ của nó là khoảng nó không được rõ ràng cho lắm, nó mập mờ. Tức là đối với những con bò mà nó khỏe mạnh thì hầu như là nó không sốt, còn những mà con bò yếu sau khi quá trình đẻ xong thì nó mới có hiện tượng sốt, tức là Thế thậm thì chí là cơ đôi khi nó không sốt. thế thôi mà Đấy. mày lại lâu chết đông Ba là cái quá tư mà chúng ta quan sát là có cái dịch ở âm hộ sau khi mà đẻ. Đấy, thì chúng ta phải để ý chúng ta phát hiện. Cái năm nữa là khi mà con bò đẻ xong, nếu mà đối với những con bò mà cho sữa thì các sẽ thấy cái hiện tượng là sữa nó bị giảm, thậm chí là nó mất không còn dấu hiệu của sữa nữa, thì chúng ta khẳng định đấy là con bò mà nó bị sót nhau. Quan trọng nhất là chúng ta dựa vào cái triệu chứng mà chúng ta thấy là bằng mắt chúng ta quan sát là con bò nó không ra được cái nhau thai hoặc có ra ít, thì chúng ta khẳng định với nhau là con bò nó vẫn còn bị sót nhau. Đây là một số cái hiện tượng mà các anh chị thấy là ra nhau nó ra không hết này. Đấy. Đây các anh chị thấy, đây là những cái hình ảnh mà con bò nó ra nhau rồi rồi không hết được ở phía bên ngoài. Đấy, thì đấy là nó làm ra cái hiện tượng như vậy. Đấy. Nếu muốn mà để khẳng định như vậy thì chúng ta phải dựa vào cái biện pháp là phát hiện bò bị bệnh thông qua cái triệu chứng mà vừa được kể trên, gồm có bốn cái mà chúng ta cần phải xác định. Và để mà điều trị được cái bệnh này thì trước tiên thì chúng ta có mấy cái phác đồ điều trị nó khá là tốt. Thứ nhất là bước đầu tiên là chúng ta dùng cái phác đồ 1. Thì bước 1 đầu tiên là chúng câu ta thứ dùng hai các cho cái mày chất tính ra bổ sung, từ thứ hai là cái gì kích thích nhẹ nhàng, à, hai là làm những cái thao tác hết sức nhẹ để cho con bò có thể tự ra nhau thai theo một cách tức là tự nhiên mà không cần phải can thiệp bằng những cái loại thuốc quá đắt tiền hoặc là quá cầu kỳ. Cái chị hoặc là các hộ gia đình có thể tự làm được, bà con chúng ta có thể tự làm được và giải quyết được cái vấn đề này. Đấy. Thì đầu tiên chúng ta cho uống lại nước ối, và muốn để cho uống lại được cái nước ối thì trước khi mà con bò của các anh chị các bạn bắt đầu nhèo đẻ quấy tổ thì chúng ta nó chảy nước ối thì chúng ta lên hứng lại cái nước ối đấy. Mục đích của chúng ta là gì? Là khi mà con bò chúng ta đẻ xong chúng ta cho luôn uống lại cái nước ối như vậy, thì khi uống nước ối như vậy thì nó sẽ làm cho cái nhau thai ra một cách là nhanh chóng. Đấy. Cái thứ hai là các anh chị có thể dùng biện pháp thứ hai là các anh chị cho uống cái nước cám, thì chúng ta chuẩn bị cám trước khi cho thấy con bò chúng ta. Mà thường thì cám lúc mà chúng ta trong nhà cũng có, bởi chúng ta chăm sóc con bò mà cho sữa hoặc bò mà lấy con chúng ta đều phải có khả năng là nuôi cám. Chính vì vậy mà các anh chị có thể cho nước cám uống vào với cái liều là khoảng là 10 lít nước với 2 đến 3 kg cám, các anh chị hòa lẫn vào với nhau các anh chị cho uống. Biện pháp thứ ba mà bà con chúng ta có thể dùng được đó là chúng ta dùng cái lá rau hay rau bổ ngót hay là rau má các anh chị giã lát ra, hoặc là các anh chị nấu cho bò của chúng ta ăn. Như vậy thì cũng giúp cho quá trình đẩy nhau thai ra một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đấy. Cái nữa là các anh chị tiêm một mũi oxytocin với cái liều là 5 đến 6 cc trên một con. Chúng ta tiêm như vậy thì nó kích thích cái cơ co bóp của tử cung, làm đẩy cái nhau thai ra ngoài một cách là hết sức là tuyệt vời. Đấy. Còn đối với cái trường hợp mà chúng ta đã dùng cái biện pháp như vậy rồi mà nó không thành công thì chúng ta phải dùng đến cái bước thứ hai là chúng ta phải tháo nhau và dịch tử cung bằng những cái biện pháp mạnh. Đấy. Tuy nhiên thì những biện pháp một thì đối với những cái con bình thường mà sức khỏe tốt thì hầu như là chúng ta đều có thể làm ra ngoài được hết, chúng ta không cần phải nhất thiết là chúng ta phải dùng đến bước thứ hai. Nhưng mà đôi khi những cái trường hợp ngoài ý muốn của chúng ta, bước thứ hai chúng ta phải tiêm, đó là tiêm colesterol với cái liều là 10 cc trên một con bò. Đấy. Và 1 đến 3 liều cách nhau 24 giờ.
để chúng ta tăng cái nhu động của co bóp của tử cung để nó đẩy với nhau ra ngoài. Và thứ hai nữa là chúng ta phải tiêm oxytocin 5cc trên một con, liều thì chúng ta cũng là 1 đến 2, cách nhau từ 2 đến 3 giờ. Đấy. Và chúng ta tiêm, nhưng mà tuyệt đối là tiêm sau khi tiêm cholesterol 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta mới tiêm oxytocin nhé. Đấy. Và cái biện pháp cuối cùng là chúng ta phải thò tay vào, chúng ta bóp nhau, thì đối với này phải phụ thuộc vào thú y viên hoặc những người có kinh nghiệm mới làm được. Đấy. Chúng ta lên để ý là chúng ta không nên tự ý mà chúng ta làm những cái này, nó rất chỉ là nguy hiểm đến con bò của chúng ta, và thậm chí là chúng ta cũng bị lây một số cái bệnh mà nó nguy hiểm trong bò, ví dụ như là bệnh sót nhau của bò. Đấy. Hết sức là nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Đấy. Chính vì vậy khuyên cáo mọi người là lên dùng cái biện pháp hết nhẹ nhàng để cho chúng ta ra được hiệu quả. Ngoài ra thì các anh chị có thể tiêm kháng sinh, thì chúng ta có thể lấy cái đường mô tả phía dưới video, chúng ta nhận cái bộ tài liệu tuyệt vời về cái biện pháp là quy trình điều trị bệnh sắt nhau và viêm tử cung của con bò, làm dưới đường link mô tả của cái video này sẽ chi tiết và cụ thể hơn. Ví dụ chúng ta dùng kháng sinh là Cefqin 750 Amoxi 15%. Đấy. Hoặc chúng ta dùng kháng viêm như là Ketofen, Vimeflotin để chúng ta dùng và chúng ta điều trị. Trên đây là tóm lược những cái mà cần thiết để cho bà con chúng ta điều trị cái bệnh sắt nhau viêm tử cung của con bò một cách hiệu quả. Hy vọng là sẽ giúp bà con có được những đàn bò tuyệt vời và mang lại kinh tế hiệu quả cao nhất cho gia đình của mình. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại bà con trong những cái video clip sau.